Xin chào tất cả các anh chị. Ở trong cái video tiếp theo hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn các anh chị cách lập dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2021 ứng dụng trên phần mềm dự toán ETA. Thì trong khuôn khổ video này thì tôi sẽ hướng dẫn các anh chị áp dụng một số nội dung như sau. Một là tôi sẽ hướng dẫn các anh chị áp dụng cái nghị định số 10/2021, nghị định chính phủ ban hành ngày 9 tháng 2 năm 2021 của chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Nội dung thứ hai thì tôi sẽ hướng dẫn các anh chị áp dụng cái quyết định số 3820, quyết định Ủy ban nhân dân ban hành ngày 1 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban tỉnh Trà Vinh về ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Nội dung thứ ba thì đây cũng là một nội dung mới, thì tôi sẽ hướng dẫn các anh chị áp dụng cái quyết định số 105 ban hành ngày 27 tháng 7 năm 2021 của Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng quý 2 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Và tương tự như vậy thì có một cái quyết định tiếp theo, đó là quyết định số 107 cũng ban hành ngày 27 tháng 7 của Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh về việc công bố giá ca máy và thiết bị thi công quý 2 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Đó, như vậy anh chị thấy là trong cái khuôn khổ video này thì tôi sẽ hướng dẫn các anh chị áp dụng hai cái nội dung mới, một là quyết định 105 về nhân công và hai là quyết định 107 về giá ca máy và thiết bị thi công. Đó. Đi vào nội dung chính của chương trình thì đầu tiên để mà sử dụng được cái phần mềm thì đối với các anh chị mà đã mua bản quyền rồi hoặc là chưa thì chúng ta đều phải truy cập vào website tại địa chỉ là gì ạ? dự toán eta.vn. Các anh chị viết liền không dấu như này, enter thì nó sẽ vào được cái website của công ty chúng tôi tại đây. Tại đây thì các anh chị để con chuột chuột vào phần tải về. Đó, để con chuột chuột vào phần tải về này thì website nó sẽ sổ ra cho chúng ta hai cái lựa chọn. Đối với các anh chị đang dùng Windows 7, 8 hoặc 10 thì chúng ta kích vào đây để tải về. Còn đối với các anh chị đang dùng Windows XP thì chúng ta kích vào đây để tải về. Rất đơn giản như vậy thôi. Sau khi chúng ta đã tiến hành tải xong bộ cài, chúng ta cài đặt bình thường. Thì đây là cái shortcut của cái phần mềm dự toán ETA. Các anh chị kích đúp vào để mở phần mềm lên. Thì đây là cái giao diện chính của phần mềm dự toán ETA. Các anh chị nhìn thấy cái giao diện của nó khá là thân thiện đúng không ạ? Giống với môi trường Excel thôi. Rất là thân thiện với người sử dụng rồi. Đầu tiên để mà sử dụng được cái bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Trà Vinh thì đúng, chúng ta cần phải tải cái đơn giá tỉnh Trà Vinh về bằng cách là chúng ta kích vào phần tải đơn giá như này. Đây, kích vào đây. Đó. Thì sau khi các anh chị kích vào thì phần mềm nó sẽ sổ ra cho chúng ta cái lựa chọn để chúng ta tải về. Ở trong cơ sở dữ liệu này thì có rất nhiều đơn giá của các tỉnh thành, 63 tỉnh thành đã được ETA cập nhật đầy đủ, cũng như là các cái mức đơn giá chuyên ngành, ví dụ như ngành điện đây. Đó, hay là bên dưới này có một số cái ngành như ngành viễn thông này, văn hóa này, truyền hình này. Đó, thì tùy vào nhu cầu chúng ta sử dụng cái cơ sở đơn giá định mức nào thì chúng ta tiến hành tải về, đúng không? Thế còn nếu như chúng ta chỉ sử dụng mỗi đơn giá của tỉnh Trà Vinh không thì chúng ta kích vào đây. Đó, tải về như này. Lưu ý đối với một số trường hợp mà các anh chị đã cài cái bản quyền của ETA trước đó rồi ấy, thì phần mềm nó sẽ hiển thị cái chữ cập nhật giống như chữ viễn thông này này. Đây nó có chữ cập nhật thì các anh chị cũng vui lòng click vào chỗ cập nhật để chúng ta cập nhật cái gì ạ? Cái cơ sở dữ liệu là mới nhất, đầy đủ nhất. Đó, các anh chị chú ý nhé. Đối với anh chị đã cài phần mềm dự toán ETA trước đó rồi mà phần mềm nó hiển thị chữ cập nhật thì chúng ta vẫn tiến hành cập nhật về bình thường. Còn đối với các anh chị là cài mới thì chúng ta kích phần tải về như tôi vừa trình bày, đúng không ạ? Sau khi chúng ta tải xong đơn giá của tỉnh Trà Vinh thì chúng ta đóng cái cửa sổ này lại. Và sau đó thì ở cái phần chỗ tỉnh thành phố này chúng ta chọn tỉnh là gì? Trà Vinh. Chúng ta kích đây, chúng ta chọn Trà Vinh như này. Đó. Thì khi mà các anh chị tiến hành chọn cái đơn giá của tỉnh Trà Vinh để sử dụng ấy, thì các anh chị thấy là cái cơ sở dữ liệu của tỉnh Trà Vinh chúng ta có rất nhiều đơn giá khác nhau và ban hành qua nhiều thời kỳ khác nhau. Trước những năm 2020 thì có những cái bộ đơn giá năm 2013 rồi 2019 rất nhiều đúng không ạ? Thế thì hiện nay như các anh chị biết là chúng ta lập dự toán theo nghị định như ban đầu tôi có nói, chúng ta hiện nay đang lập dự toán theo nghị định số 10 thì buộc là chúng ta phải chọn cái cơ sở dữ liệu đơn giá là mới nhất, mà đặc biệt ở tỉnh Trà Vinh chúng ta đơn giá mới nhất hiện nay là chính là cái quyết định số gì ạ? 3820. Đó, thì quyết định này nhân đây cũng chia sẻ với anh chị luôn là cái bộ đơn giá xây dựng tỉnh Trà Vinh là cũng đã được trực tiếp tính toán từ phần mềm dự toán ETA. Do đó đảm bảo cái việc là cái cơ sở dữ liệu khi các anh chị sử dụng nó thống nhất và nó đồng bộ và nó đảm bảo cái số liệu chuẩn 100% so với sách. Thì như vậy khi các anh chị sử dụng phần mềm ETA thì các anh chị gần như không phải tra cái cơ sở dữ liệu so với sách nữa, vì từ cái dữ liệu phần mềm được xuất ra sách nên các anh chị không cần phải tra. Bình thường với một số phần mềm khác khi các anh chị sử dụng đơn giá thì thường các anh chị vừa phải làm phần mềm và vừa phải gì ạ, tra cứu trên sách thì nó rất mất thời gian và nhiều khi là nó gây ức chế cho chúng ta. Thế còn đối với ETA thì các anh chị khi sử dụng phần mềm thì các anh chị hoàn toàn yên tâm, cái cơ sở dữ liệu từ phần mềm được chiết xuất ra sách, sau đó đảm bảo tuyệt đối chính xác 100%. Và một cái lưu ý thứ hai như phần đầu video tôi có chia sẻ là cái việc lập dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Trà Vinh chúng ta hiện nay là sẽ áp dụng theo gì ạ? Theo nghị định số 10 ban hành ngày 9 tháng 2 năm 2021 và nghị định này nó đã thay thế cho gì ạ? Cho nghị định 68. Và các anh chị biết là nghị định 68 thì nó đã ban hành một loạt các thông tư đúng không ạ? Từ 09 cho đến 11, 10, 15, 10, 16.
Thế thì cái bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Trà Vinh chúng ta ấy, ban hành theo quyết định 3820 này là được xây dựng trên diện trên cơ sở nghị định 68 và các thông tư kèm theo. Tuy nhiên đến thời điểm này phải nhấn mạnh các anh chị là nghị định 10 thay thế 68 nhưng tất cả các cái thông tư hướng dẫn của nghị định 68 chúng ta vẫn thực hiện bình thường. Nếu các anh chị đọc thì các anh chị có thể đọc vào cái điều 44 phần chuyển tiếp của nghị định 10 để chúng ta có thể hiểu rõ được cái nội dung mà tôi vừa chia sẻ, đúng không ạ? Rồi quay trở lại vấn đề chính là chúng ta sẽ lựa chọn cái cơ sở đơn giá để sử dụng. Thì như các anh chị biết là cái bộ đơn giá 3820 của tỉnh Trà Vinh ban hành là ban hành cho diện cho đầy đủ cả gì ba khu vực, ba vùng đấy ạ. Trước kia cái bộ đơn giá cũ của chúng ta thường là ban hành chỉ một một vùng hoặc một khu vực. Sau đó thì đối với các vùng khác thì chúng ta nhân hệ số. Cái này điểm này điểm mới nhé, các anh chị chú ý cho tôi, điểm này điểm mới so với bộ đơn giá Trà Vinh trước đây. Thế thì bộ đơn giá Trà Vinh bây giờ thì như các anh chị biết là được ban hành theo từng vùng một. Đây ví dụ như vùng 1, à vùng 2 của tỉnh Trà Vinh. À, chúng ta có 3 vùng đúng không ạ? Vùng 2 là thành phố Trà Vinh thì đã có sẵn đơn giá của vùng 2. Tương tự như vậy vùng gì? Vùng 3 là thị xã Duyên Hải thì sẽ có sẵn đơn giá của thị xã Duyên Hải. Và tương tự như vậy cuối cùng là cái đơn giá của vùng 4 là gồm các huyện Càng Long này, Cầu Kè này, Tiểu Cầu này, Châu Thành này, Trà Cú này, Duyên Hải và Cầu Ngang. Thì vùng 4 này chúng ta sẽ có bộ đơn giá riêng biệt của vùng 4 và không cần phải gì tính hệ số như ngày xưa nữa. Anh chị chú ý nhé, điểm khác biệt giữa cái bộ đơn giá mới lần này, cái 3820 này so với bộ đơn giá trước đây khi chúng ta lập dự toán này thường chúng ta lập theo phương pháp hệ số bù trừ, thì bây giờ là không bù hệ số từ vùng này sang vùng kia nữa, mà khi chúng ta xác định cái công trình dự toán chúng ta lập tại vùng nào thì chúng ta lựa chọn cái vùng đó để sử dụng. Đó, các anh chị chú ý cái chỗ này là chỗ rất quan trọng đó. Thì trên ETA đã cập nhật sẵn cho các anh chị đây đơn giá của từng vùng, và trong bộ đơn giá này chúng ta có 5 phần đúng không ạ? Đây các anh chị chú ý 5 phần nhé, trong cái quyết định 3820 đây có công bố 5 phần đúng không ạ? Đây đơn giá xây dựng này, đơn giá lắp đặt này, đơn giá khảo sát, đơn giá sửa chữa và đơn giá thí nghiệm đó, và cho 3 vùng riêng biệt. Thế thì ví dụ như bây giờ tôi xác định công trình dự toán của tôi lập tại gì địa bàn vùng 2 là thành phố Trà Vinh thì tôi sẽ tích chọn các cái phần đơn giá vùng 2. Đây ví dụ đầu tiên tôi tích phần xây dựng của vùng 2 này. Tiếp theo tôi tích vào chọn đơn giá của thí nghiệm vùng 2 này, đơn giá sửa chữa vùng 2 này, đơn giá lắp đặt của vùng 2 và đơn giá khảo sát của vùng 2, đúng không? Đó, tôi chọn 5 cái phần như vậy. Thì các anh chị chú ý là nếu như trường hợp chúng ta làm trên vùng 3 vùng 4 thì chúng ta cũng tích tương tự như vậy. Tuy nhiên là chúng ta không tích hết. Ví dụ tôi xác định vùng 4 thì tôi phải bỏ vùng gì? Vùng 3 2 đi như này. Đây tôi làm lại. Các anh chị chú ý chỗ này nhá. Đó, chứ không thể tích ví dụ như này. Anh chị tích tất như này thì đương nhiên phần mềm nó sẽ không hiểu được. Ở đây nó sẽ tích cả ba cái phần xây dựng của ba vùng, thì khi các anh chị tra mã thì nó sẽ bị trùng nhau và các anh chị sẽ không không biết được cái mã nào, mã đơn giá đó thuộc vùng mấy. Đó thì các anh chị chú ý là khi chúng ta chọn vùng 2 thì chúng ta chọn tất vùng 2 và chọn vùng 3 thì tất vùng 3 và vùng 4 thì tất vùng 4 như vậy. Đây ví dụ tôi làm lại như này, được chưa? Đó, thí nghiệm xây dựng này, vùng 2 thí nghiệm vùng 2 này. Đấy, lắp đặt vùng 2 này, sửa chữa vùng 2 này, lắp đặt vùng 2 và gì? Khảo sát vùng 2, chứ không thể chọn như này. Anh chị chú ý nhé, không tích chọn như này đó thì nó sẽ gây ra cái việc là trùng mã và chúng ta không biết cách lựa chọn cái mã khi chúng ta tra công việc, được chưa? Thì cái bước này rất là quan trọng, các anh chị chú ý thực hiện theo đúng cái hướng dẫn mà tôi vừa thực hiện. Thì sau khi chúng ta đã chọn xong cái việc này rồi và chúng ta kích vào phần sử dụng đơn giá đã chọn, và nhân đây thì cũng chia sẻ anh chị là cái phần chọn này chúng ta chỉ chọn có một lần thôi. Đối với công trình, nếu như chúng ta cứ thực hiện một công trình ở vùng 2 chúng ta chỉ cần chọn một lần chứ không phải là mỗi một lần mở lên chúng ta phải chọn nhé, anh chị chú ý như vậy. Trừ trường hợp là khi chúng ta chuyển sang vùng khác thì chúng ta mới lại tích chọn thôi. Đó. Sau khi chúng ta đã hoàn thành xong được cái bước này thì đến bước tiếp theo các anh chị sẽ vào cái mã hiệu công việc. Thì như các anh chị biết là để vào được cái mã hiệu dự toán thì cũng giống như với tất cả phần mềm thôi. Các anh chị tra cái mã bằng cách là nhớ mã chúng ta gõ như này. Tôi ví dụ tôi gõ AG đây, 11 đây, thì phần mềm lập tức nó sẽ tra ra cho tôi cái các cái mã của chương AG như này. Tôi ấn chọn như này. Đó thì nó sẽ đưa cái đơn giá vào cho tôi, được chưa? Trường hợp nếu như các anh chị không nhớ được cái mã công việc thì các anh chị tra theo tên, giống như chúng ta search trên Google thôi. Phần mềm nó sẽ hỗ trợ chúng ta tìm kiếm theo tên. Các anh chị để trỏ chuột đều ở cái ô mã số công việc này hết nhé. Đây, chúng tôi tìm. Ví dụ, tôi có công tác liên quan đến đào đào đất chẳng hạn, đào đất như này. Tôi gọi chỉ đào đất. Đào đất như này. Là lập tức phần mềm nó sẽ hiển thị ra toàn bộ các cái công tác đào đất cho chúng ta. Đào đất. Đó, các anh chị thấy không ạ? Toàn bộ công tác đào đất nó được hiển thị ra như này. Cái đào đất như các anh chị biết nó có nhiều cái loại hình đào khác nhau đúng không ạ? Đào đất thủ công này, hay đào đất bằng máy. Ví dụ tôi đào đất bằng máy. Đây, máy như này, tôi gọi đào đất máy. Thì các anh chị thấy ngay kết quả đúng không? Các công tác đào đất máy ra. Đó, các loại máy đây, 1,25, 1,6 hay là 2,3. Thì tùy vào nhu cầu sử dụng chúng ta tích chọn vào và chúng ta chọn như này. Đó, thì lập tức nó đưa cái gì? Cái mã hiệu công việc đơn giá vào cho chúng ta ngay. Đó, và lưu ý các anh chị nhé, đây là đơn giá của gì? Của vùng 2. Đó, chia sẻ lại một lần nữa để anh chị chú ý là đơn giá của tỉnh Trà Vinh ban hành theo cái 3820 là ban hành cho từng vùng,
Nên là đây là hiện nay tôi đang hướng dẫn các anh chị lập dự toán tại vùng 2 thành phố Trà Vinh. Còn nếu như chúng ta làm vùng 3 thì cái phần lựa chọn đơn giá lúc đầu tôi đã chia sẻ, các anh chị thực hiện đúng như vậy là được. Được chưa? Rồi tiếp theo, trường hợp mà tôi tiếp tục tôi có một công tác liên quan đến chát tường chẳng hạn, tôi tìm có chát tường như này. Đó, là chát tường thì chọn chát tường. Có công tác về sơn tường, tôi tìm sơn tường như này. Ra sơn tường, được chưa? Đó, rất đơn giản như vậy thôi. Thì các anh chị cứ nhớ mã thì tra vào đây, nhớ tên thì tra vào đây, rất đơn giản. Phần mềm sẽ hỗ trợ nó tìm kiếm cho các anh chị các cái mã công việc phù hợp, được chưa? Sau khi mà chúng ta đã hoàn thành xong được cái bước này thì bước tiếp theo là nhập khối lượng. Thì các anh chị biết là cái việc nhập khối lượng nó cũng khá đơn giản. Thông thường nó sẽ có hai cách cơ bản như sau. Cách thứ nhất là chúng ta nhập trực tiếp khối lượng vào cột khối lượng như này. Đây tôi nhập như này, 3, 4, 5 như này. Đây là cách cách chúng ta nhập khối lượng rất đơn giản đúng không? Nhập trực tiếp khối lượng tổng cộng ở đây. Và cách thứ hai là chúng ta sẽ gì diễn giải cái chi tiết khối lượng ra bằng cách ví dụ như tôi muốn chi tiết cái diễn giải cho cái khối lượng cho công tác số 4 này bằng cách tôi kích phải chuột tôi chèn dòng như này. Chèn dòng thì các anh chị chú ý nhé. Phần mềm nó cho phép chúng ta chèn từng dòng một hoặc là chèn nhiều dòng này. Đó, ví dụ tôi muốn chèn 5 dòng phía trên này. Đó, nó sẽ chèn cho tôi 5 dòng như này. Đúng không? Xóa đi thì tương tự các anh chị kích phải chuột này, xóa dòng này, giống như trên môi trường Excel thôi. Đây tôi xóa này. Đó, hoặc tôi bôi 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 các cái dòng cần xóa như này. Đúng không? Để tôi xóa đi. Đây tôi xóa hai dòng đi. Như này, đó nó xóa hai dòng đi, được chưa? Không khác gì trên môi trường Excel đâu. Thế thì ví dụ tôi bây giờ tôi muốn nhập cái khối lượng diễn giải cho công tác số 4 này bằng cái cách như sau, tôi để con trỏ chuột và tôi gõ ví dụ A này, 2 cộng 2 nhân 2, Enter. Đó, thì các anh chị thấy ngay lập tức là khối lượng tổng cộng nó được kết chuyển lên lên cột khối lượng, đúng không? Tiếp theo muốn diễn giải là B. 3 cộng 2 chia cho 1.000 chẳng hạn. Đó, anh chị thấy ngay kết quả đúng không? Cứ tiếp tục nó cộng dồn nó sẽ đưa cái khối lượng lên đây cho chúng ta. Đấy thì đấy cách nhập khối lượng khá đơn giản như vậy. Một là chúng ta nhập trực tiếp lên đây vào ô khối lượng này. Hai là chúng ta diễn giải phía dưới của công việc như này. Đó, phát sinh thêm khối lượng chúng ta cứ chèn dòng vào bình thường như này thôi. Đó, ăn đu đi đu thoải mái các anh chị, ăn đu đi đu không có vấn đề gì cả. Như Excel thôi. Đó. Trong quá trình chúng ta nhập khối lượng thì có một cái mẹo nho nhỏ mà tôi cũng chia sẻ với các anh chị để chúng ta nhập khối lượng nó sẽ nhàn hơn và thuận tiện hơn, đó là trong một cái hồ sơ dự toán khi chúng ta bốc khối lượng ấy thì có những công việc mà khối lượng nó sẽ trùng nhau, nó giống nhau đấy. Tôi ví dụ như là công tác chat này, đúng không? Nó có khối lượng này thì cái khối lượng chat thường thường nó có thể sẽ bằng với khối lượng công tác sơn, đúng không? Tôi ví dụ vậy thôi. Thế thì bây giờ thay vì là khối lượng của sơn tôi cũng phải tôi nhập lại thì bây giờ tôi chỉ cần bằng link lấy cái cột khối lượng giống như môi trường Excel đấy anh chị. Đây tôi kích vào đây. Đấy, bằng M11 chính là khối lượng tổng của gì? Cái khối lượng công tác chat đúng không? Enter. Đấy. Anh chị thấy ngay kết quả chưa? Cái khối lượng của công tác chat đã được gì liên kết sang khối lượng công tác sơn. Và như vậy nếu như sau này cái khối lượng công tác chat này nó có phát sinh thêm khối lượng, tôi ví dụ này, được chưa? Thì lập tức là cái khối lượng của công tác sơn nó được cập nhật ngay. Đó, được cập nhật ngay lập tức. Thì như vậy nó sẽ nhàn cho chúng ta trong cái việc là khi mà nhập khối lượng của một công việc rồi và điều chỉnh lại thì cái khối lượng mà công việc tác giống cái công việc mà nó giống đấy thì nó sẽ được update rất nhanh chóng chúng ta mà chúng ta không phải ngồi nhập lại. Đó thì đấy cũng là một trong những cái tính năng rất là hay của dự toán data là như vậy, được chưa? Thế thì sau khi mà chúng ta đã hoàn thành xong được cái bước nhập mã hiệu khối lượng cũng như là khối lượng vào trong công việc này rồi thì đến bước tiếp theo là chúng ta sẽ điều chỉnh cái hồ sơ dự toán theo cái mong muốn của chúng ta. Có một số cái điều chỉnh như sau. Một là cái việc chúng ta sẽ phải xác định những cái công việc mà phát sinh. Đó là công việc tạm tính ấy, công việc ngoài cái cơ sở đơn giá định mức của gì của Bộ Xây dựng cũng như là của tỉnh ban hành, đúng không? Theo cái bộ đơn giá 3820 này ban hành nó không có. Khi chúng ta lập dự toán mà lại có những công việc mà nó ngoài phát sinh như vậy thì chúng ta sẽ làm như nào? Thì đầu bước đầu tiên tôi sẽ hướng dẫn các anh chị lập một cái đơn giá tạm tính. Đơn giá tạm tính như này. Thông thường là chúng ta sẽ dùng mã TT. Tất nhiên là có anh chị sẽ không dùng mã TT, có thể dùng mã là VG là vận dụng, đúng không? Hoặc là BS là bổ sung thì tùy các anh chị thôi, nhưng mà thông thường thì chúng ta sẽ dùng từ TT cho dễ hiểu, đúng không? Ai cũng hiểu được. Thế thì cái công tác tạm tính này thì như anh chị biết là chúng ta sẽ có hai cách cơ bản để chúng ta lập đơn giá tạm tính. Một là chúng ta xây dựng cái đơn giá trực tiếp như này. Đây tôi nhập đơn giá trực tiếp vào đây này. Vật liệu từng này, máy thi công từng này và nhân công từng này tiền, đúng không? Thế thì nếu như chúng ta lập theo phương án này, giả dụ rằng chúng ta là đơn vị là nhà thầu mà chúng ta muốn giải trình cho chủ đầu tư thì cái việc giải trình gặp rất nhiều khó khăn vì chúng ta chỉ biết giải trình bằng miệng rằng là cái đơn giá là từng này tiền thôi chứ chúng ta không thể chi tiết được là trong cái chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy có những cái vật tư gì, nhân công gì và máy thi công gì, đúng chưa nào? Đó thì tôi sẽ hướng dẫn các anh chị cách lập đơn giá tạm tính theo phương pháp thứ hai, nó sẽ đơn giản hơn và nó sẽ chi tiết cụ thể cũng như là tường minh hơn. Đó, bây giờ tôi xóa cái đơn giá tạm tính này đi. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các anh chị lập cái đơn giá tạm tính theo gì ạ? Theo định mức thực tế, cũng như là theo cái công trình thực tế chúng ta sử dụng những thành phần vật tư gì, nhân công, máy thi công làm sao thì chúng ta
đưa vào chúng ta tạm tính này, để khi chúng ta chiết tính ra các đơn vị có liên quan, đặc biệt là chủ đầu tư chẳng hạn, là người ta nhìn vào hồ sơ người ta thấy được ngay, đúng không? Thì tôi sẽ ví dụ như sau. Tôi ví dụ trong công tác tạm tính này, tôi có sử dụng đến các cái vật tư như là xi măng này, cát hay đá này. Tôi copy như này, tôi copy một công tác bất kỳ nhé. Đây tôi công tác bất kỳ, công tác số 2 đúng không? Và tôi gán cho công tác số 1 là công tác tạm tính, paste vào như này. Đó, sau đó tôi sửa cái định mức này. Đó, tôi dùng 1 kg xi măng, 2 khối cát và 3 khối đá cho công tác tạm tính này. Đó, thì các anh chị thấy ngay lập tức là cái đơn giá vật liệu nó được xây dựng cho chúng ta là 2.146.000 ở đây. Chính là gì ạ? Là cái cơ sở định mức chúng ta vừa điều chỉnh đây nhân với giá vật tư của nó, đúng không? Giá của nó thì thành tiền đây. Thì cái này nó giống như hàm sum trên Excel, cái này cũng không có gì đặc biệt cả, các anh chị thấy không? Định mức nhân giá thì thành tiền thôi. Đó, thì đây cũng là cái rất là hay của ADA là như vậy. Tiếp theo, nếu như công tác tạm tính này tôi có sử dụng đến nhân công và máy thi công thì chúng ta sẽ làm tương tự. Đây tôi ví dụ, lại tiếp tục tôi mượn nhân công của một công tác bất kỳ, tôi copy như này. Đây. Tôi gán vào trong công tác tạm tính này. Paste vào đây. Và tôi điều chỉnh hệ số học phí định mức đúng không? Máy thi công tôi làm tương tự đây. Tôi dùng đến một loại máy này. Paste vào đây. Được chưa? Điều chỉnh hao phí 0,2k đi. Đó. Các anh chị thấy ngay kết quả đúng không? Trong công tác tạm tính này chúng ta đã xây dựng được cái đơn giá vật liệu là 2.1 triệu, đơn giá nhân công là 259.000 với cái định mức phía dưới đây. Được chưa? Tôi dùng nhân công thợ bằng 3/7 đúng không? Hao phí là 1,2 công để hoàn thành cho một công 1 mét tạm tính này, công việc này đúng không? Tương tự như vậy, máy thi công tôi dùng là máy đầm dùi hết 0,2k cho công việc tạm tính này. Thì lúc này khi các anh chị in cái bảng phân tích vật tư ấy, đây chúng ta sang phân tích vật tư nhé, chúng ta thấy ngay kết quả đây. Cái công tác tạm tính này nó sẽ phân tích chi tiết cho chúng ta đúng không, các thành phần vật liệu mà chúng ta vừa khai báo cho nó ở phần tiên lượng đúng không, nhân công và máy thi công cũng tương tự như vậy. Thì rõ ràng đến đây khi chủ đầu tư người ta nhìn vào cái hồ sơ đơn phân tích vật tư hay là người ta nhìn vào cái phần đơn giá chi tiết đây, các anh chị thấy đúng không? Đó, chi phí là 2.1 triệu bao gồm những vật tư gì, định mức làm sao và giá của nó đây. Đấy, nhân công và máy thi công cũng tương tự như vậy. Thì rõ ràng là cái việc mà chúng ta đưa hồ sơ cho các đơn vị liên quan hay là chủ đầu tư, người ta sẽ xem xét được cái đơn giá tạm tính rất dễ dàng mà chúng ta không cần phải giải trình bằng miệng nữa. Đó là một trong những cái ưu việt của chương trình dự toán ADA là như vậy. Đó, các anh chị chú ý thực hiện theo đúng cái hướng dẫn mà tôi vừa thực hiện, được chưa? Sau khi mà chúng ta hoàn thành xong được cái công tác tạm tính này, trường hợp nếu cái công tác này mà chúng ta thường xuyên sử dụng, anh chị nhé, thường xuyên sử dụng, thì phần mềm nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta lưu lại. Để ở đây tôi sẽ tạo cho nó một bằng một cái mã là TT12345, được chưa? Đó, sau đó kích phải chuột, anh chị kích phải chuột vào chính nó và lựa chọn cái menu này, lưu công tác và đơn giá. Đấy, thì như vậy phần mềm nó cảnh báo chúng ta được là gì? Công tác được lưu vào trong cơ sở đơn giá. Và sau này nếu những công trình tiếp theo, công trình số 2, công trình số 3 gì đó mà chúng ta vẫn sử dụng đến cái thành phần công tác tạm tính tương tự như này, thì chúng ta chỉ cần gõ TT12345 là phần mềm nó sẽ tra ra chúng ta, giống như việc là chúng ta tra các cái gì, cơ sở đơn giá định mức của gì ạ, của bộ dựng hay là của tỉnh chúng ta. Đó, thì đấy cũng là một trong cái tính năng ưu điểm của ETA là như vậy. Các anh chị chú ý thực hiện nhé. Rồi một cái tiện ích tiếp theo nữa mà cũng hướng dẫn các anh chị thực hiện luôn, đó là cái chức năng đổi cái mắc vữa hay là đổi loại đá hay là đổi độ sụt. Như các anh chị biết là trong một cái cơ sở định mức của Bộ Giáo dục ban hành ấy, hay là bộ đơn giá của tỉnh chúng ta ấy, thì khi ban hành thì tỉnh chỉ lựa chọn một cái cơ sở vữa để ban hành thôi, đúng không? Tôi ví dụ như với công tác số 3 này này, hiện nay với công tác này là đang là mác bê tông 300 đá 12 và sử dụng là PCP 40, đúng không? Thế bây giờ đây là cái đơn giá ban hành để sử dụng chung trên địa bàn toàn tỉnh. Tuy nhiên là cũng có những công trình khi chúng ta thiết kế đúng không, thì chúng ta lại phần cần chi tiết các cái mắc vữa theo yêu cầu hay là loại đá theo yêu cầu. Thế thì bây giờ câu chuyện đặt ra là bây giờ đơn giá của tỉnh thì ban hành như thế này, nhưng tôi muốn đổi sang một cái mắc vữa khác này, hay là tôi đổi sang loại đá khác hay độ sụt khác, tôi làm được không, đúng không? Thì câu trả lời là trên dự toán ta hoàn toàn làm được tất cả việc này. Đó, bằng cách như sau. Các anh chị kích phải chuột vào chính công việc cần đổi này, thì ở đây chúng ta sẽ có một cái menu là menu vữa. Đó, menu vữa đây, đúng không? Thì sau khi chúng ta kích vào đây thì nó có rất nhiều cái lựa chọn để chúng ta có thể sử dụng được. Một là các anh chị có thể đổi được mắc vữa, đúng không? Ví dụ bây giờ công tác gốc theo bộ đơn giá đang là mắc 300 mà chúng ta muốn dùng 350 hay 400 hay là thậm chí thấp hơn là 250 thì chúng ta lựa chọn đây. Thì lập tức phần mềm nó sẽ đổi cho luôn cho chúng ta các cái mắc vữa gì phù hợp. Cái thứ hai là đổi độ sụt. Các anh chị thấy là cái công tác này số 3 đấy là đang sử dụng độ sụt 24, nhưng nếu như chúng ta muốn dùng 68 hay là 10, 12 hay là 14, 17 thì chúng ta cũng lựa chọn tương tự như vậy các anh chị nhé. Và tiếp theo nữa là cái phần đổi đá. Đây, đơn giá thì đang ban hành là gì ạ? Đá 12.
và chúng ta có nhu cầu đổi sang lại các loại đá khác như 24, 246 đúng không? Theo đúng cái thiết kế của công trình thì chúng ta cũng thực hiện đúng như vậy. Đó thì các anh chị chú ý là chúng ta muốn đổi độ sụt này, mác vữa này hay là loại đá này, chúng ta kích phải chuột vào chính công việc đó và chúng ta chọn đến cái menu vữa này. Đó và chúng ta lựa chọn đây. Rất đơn giản như vậy. Và có một cái lựa chọn nữa cũng khá là hay trên phần mềm Meta, đó là chức năng dùng bê tông đổi cái bê tông thương phẩm. Như các anh chị thấy tôi đang để con công tác số 3 này. Như công việc này đang phân tích thành phần vật tư của nó cho một khối vữa đúng không? Là bao gồm có xi măng này, cát này, đá và nước đúng không? Tuy nhiên là bây giờ có những công trình chúng ta dùng là gì ạ? À, bê tông tươi, bê tông thương phẩm thì chúng ta không cần nhất thiết phân tích các thành phần này nữa, đúng không? Thì chúng ta sẽ thực hiện như sau. Kích phải chuột cũng giống như vừa rồi, chúng ta vào menu vữa đây nó có phần dùng bê tông thương phẩm. Đó các anh chị kích đây. Thì lập tức cái công tác này nó sẽ co lại, nó không phân tích nữa. Các anh chị thấy khi phân tích vật tư cái công tác số 3 đây. Công tác số 3 này của chúng ta nó là gì? Dùng bê tông thương phẩm chứ không dùng gì ạ? Không dùng phân tích chi tiết là thành phần vật tư như vật liệu hay nhân công hay máy nữa, đúng chưa nào? Đó thì đấy cũng là một trong những tiện ích rất là hay của ETA là như vậy. Các anh chị chú ý thực hiện cho đúng, được chưa? Thế thì như vậy đến đây là tôi đã hoàn thành xong được cái bước đầu tiên là cái việc mà nhập cái mã hiệu công việc, nhập khối lượng cũng như là gì, đưa cái gì, đưa cái điều chỉnh một số cái như là xây dựng công tác tạm tính này, hay là đổi mác vữa này, hay đổi bê tông thương phẩm này, đúng chưa? Đó thì các anh chị thực hiện tương tự như theo cái video tôi vừa hướng dẫn. Thế thì sau khi mà chúng ta đã hoàn thành xong được cái bước này thì bước tiếp theo là chúng ta sẽ sang cái bảng vật liệu. Đây, bảng vật liệu đây. Để chúng ta xác định cái giá vật liệu của công trình theo cái thời điểm mà gì ạ? Chúng ta lập dự toán, các anh chị nhé. Theo thời điểm chúng ta lập dự toán. Tôi ví dụ như trong cái video ngày hôm nay tôi đang quay được cái hướng dẫn các anh chị đây là thời điểm tháng 8 đúng không? Năm 2021. Thế thì anh chị biết là cái bộ đơn giá ban hành theo cái 3820 là thời điểm năm 2020 đúng không? Ngày 1 tháng gì? Tháng 12 năm 2020. Thế thì bây giờ chúng ta muốn gì ạ? Muốn điều chỉnh cái giá vật liệu của thời điểm tháng 8 năm 2021 thì chúng ta thực hiện như sau. Sẽ có hai cách cơ bản để chúng ta thực hiện. Một là các anh chị nhập giá bằng tay thủ công ở đây. Các anh chị lấy cái giá công bố giá của gì? Của sở xây dựng, chúng ta nhập bằng tay vào đây như này, điều chỉnh bằng tay vào đây như này. Được chưa? Cách thứ hai là phần mềm Meta nó sẽ cập nhật cho các anh chị cái giá vật liệu theo công bố hàng tháng hay là hàng quý ấy, mà sở xây dựng tỉnh Trà Vinh có công bố, đúng không? Thì chúng ta sẽ thực hiện như sau. Chúng ta sẽ kích phải chuột vào cột giá thông báo này, giá TB này. Đó, phần mềm nó có chức năng nắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu như này. Đó. Đây, chúng tôi đã cập nhật đến giá thời điểm tháng 6 đúng không? Tháng 6 đây. Đó, và đây chúng ta làm ở thành phố Trà Vinh, đúng không? Chúng ta tải cái giá của thành phố Trà Vinh về. Đó, như này. Đó, và khi tải về thì phần mềm nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta cái việc lắp giá. Một là nắp giá thấp nhất, hai là nắp giá cao nhất và ba là nắp giá nâng cao. Thấp nhất có nghĩa là trong công bố giá, ví dụ trong công bố có công bố nhiều cái thương hiệu vật liệu khác nhau và có giá khác nhau đúng không, thì phần mềm nó sẽ lựa chọn cái thấp nhất để đến đấy, và tương tự như vậy cao nhất đúng không thì nó lựa chọn cái cao nhất ở đến đấy. Còn nắp nâng cao thì các anh chị kích vào đây, các anh chị thấy đây, tôi ví dụ như là xi măng hay đá đây đúng không. Đó, có nhiều mỏ khác nhau và đương nhiên có giá khác nhau, thì chúng ta lấy theo cái mỏ nào đúng không, của doanh nghiệp nào thì chúng ta tích chữ là chọn, còn không cứ thấp nhất chúng ta lấy như này. Đó thì lập tức các cái vật tư giá thấp nhất nó được áp vào đây cho chúng ta, được chưa? Đó, các anh chị thấy ngay kết quả đúng không? Cát này, đá này, xi này, đó nó được nắp giá thay giá của tháng 6 năm 2021. Đó, các anh chị chú ý như vậy nhé. Thế thì sau khi mà chúng ta đã xác định xong được cái giá vật liệu của thời điểm lập dự toán thì chúng ta sẽ sang cái tổng hợp vật liệu để chúng ta xác định được cái chi phí vật liệu công trình đây, đúng không? Đây là khối lượng thi công công trình nhân với giá mà chúng ta vừa xác định được thì ra được chi phí của công trình về vật liệu, được chưa? Rồi, tiếp theo thì tôi sẽ hướng dẫn các anh chị xác định cái chi phí vận chuyển. Như các anh chị biết là cái giá vật liệu này á, thì có những tỉnh người ta công bố là đã bao gồm chi phí vận chuyển, nhưng có những tỉnh người ta công bố là chưa bao gồm chi phí vận chuyển, đúng không? Thì các anh chị biết là giá hiện trường sẽ bao gồm là gì ạ? Giá thông báo cộng với chi phí vận chuyển nếu có, đúng không? Thì các anh chị chú ý, trong trường hợp mà tỉnh Trà Vinh chúng ta công bố cái giá này là giá chưa bao gồm chi phí vận chuyển, nếu như chúng ta muốn xác định thêm cái chi phí vận chuyển nữa thì chúng ta sẽ thực hiện như sau này. Các anh chị kích vào phần cộng cước vận chuyển như này. Đó, thì khi các anh chị kích vào thì nó sẽ xuất hiện ra rất nhiều cái lựa chọn tính cước. Một là cước ô tô theo quyết định 89, đây là cái quyết định cũ mà hiện nay gần như các tỉnh không sử dụng nữa. Tiếp theo là gì? Cước ô tô thì hiện nay chúng ta đang tính theo gì ạ? Theo thông tư 10 thì chúng ta lựa chọn thông tư 10. Rồi cước sông, cước biển hay cước thủ công thì tùy vào nhu cầu chúng ta sẽ lựa chọn các cái bảng để chúng ta tính toán, được chưa?
Tôi ví dụ tôi sẽ hướng dẫn các anh chị cách tính cước vận chuyển theo thông tư 10. Thì đây là cái cước mà phổ biến hiện nay tất cả các tỉnh đang áp dụng theo cái loại hình cước này, đúng không? Thế thì để mà tính được cái cước vận chuyển theo thông tư 10 ấy, thì đầu tiên các anh chị sẽ xác định cái vật tư cần tính cước. Ở trong này có danh mục vật liệu đây, đúng không? Bây giờ tôi sẽ xác định đầu tiên là tôi tính cước cho cái cát mịn, đúng không? Đó, vận chuyển bằng gì? Ô tô tự đổ 7 tấn, 10 tấn hay hay là 12 tấn thì tùy các anh chị xác định ở đây. Sau đó tôi xác định cái cự ly vận chuyển, đó, tôi xác định là 12 cây số vận chuyển, đúng không? Đó thì phần mềm lập tức tự động tra ra cho các anh chị 1 km đầu, 9 km tiếp theo và ngoài 10 cây số, được chưa? Đó, phần mềm nó tự động điều chỉnh cái này cho anh chị, không cần phải chúng ta thực hiện bằng tay. Bước tiếp theo là chúng ta sẽ gì ạ? Các anh chị sẽ xác định cái loại đường tính cước, tôi sẽ xác định loại đường là loại đường 4. Thì lập tức là phần mềm sẽ tra ra chúng ta hệ số loại đường, đúng không? Cũng như là định mức cái máy ở đây. Đó. Rồi bước tiếp theo nữa là bước rất là quan trọng là bước chúng ta xác định cái giá ca máy, đúng không? Ở đây chúng ta đang xác định cái phương tiện vận chuyển ô tô 7 tấn thì chúng ta phải xác định xem cái giá của ô tô 7 tấn nó là bao nhiêu tiền, đúng không? Và chúng ta muốn 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 xác định giá của nó thời điểm nào, đúng không? Thời điểm quý 1 hay quý 2. Đó thì đây chính là trong cái nội dung mà gì? Nội dung thứ tư trong cái phần đầu video tôi có chia sẻ đây, được chưa? Theo quyết định 107 hay này, trước đó nếu trước đó 107 thì chúng ta sẽ áp dụng các quyết định khác nữa, đúng không? Thế thì bây giờ chúng ta xác định cái giá ca máy bằng cách như sau này. Các anh chị kích phải chuột vào cái cột đơn giá máy này thì phần mềm nó sẽ có một cái lựa chọn là áp giá ca máy từ giá thông báo. Đó, có nghĩa là chúng ta sẽ lấy cái giá ca máy thông báo mới mà của gì? Của sở xây dựng mới công bố, giống như với trường hợp trước đó ta lấy cái giá vật liệu đấy, đúng không? Đó, chúng ta chọn đây. Sau khi các anh chị kích vào thì chúng ta kích vào phần tải về để chúng ta tải cái danh mục ca máy của tỉnh Trà Vinh đã được công bố trước đây, đúng không? Đó. Thì đây năm 2021 là chúng ta sẽ có quyết định 106 và quyết định 107. Quyết định 106 là quý 1 nhá. Quyết định 107 là gì? Quý 2. Còn trước đó nếu như chúng ta chọn các cái quyết định trước đó thì chúng ta kích vào phần quyết định. Đây là những cái quyết định của năm gì? Năm 2020. Đó, 152, 172, 3577. Đó thì tùy vào nhu cầu chúng ta sẽ lựa chọn các cái biểu đây. Tôi ví dụ tôi sẽ áp dụng cái đơn giá mới nhất là quyết định 107 chẳng hạn là quý 2, đúng không? Và tôi áp dụng cái giá máy này, giá máy của vùng 2 thành phố Trà Vinh tôi áp dụng ở đây. Đó. Thì các anh chị thấy ngay kết quả là cái giá máy này lập tức nó được gì? Thay đổi đây thành 1.563.000, được chưa? Lập tức thành thay đổi theo đúng cái quyết định 107. Đó thì sau khi mà chúng ta đã đưa cái giá giá máy vào xong thì lập tức phần mềm nó sẽ tính cho chúng ta cái gì? Cái chi phí vận chuyển cho một một khối cát ở đây. Đó, anh chị thấy chưa? Lập tức tính cho chúng ta cái chi phí một khối cát ở đây. Tương tự như vậy, đối với các loại vật liệu khác như đá hay cát vàng chúng ta cũng thực hiện đúng như vậy. Thế trường hợp mà cái đá hay cát vàng nó dùng chung với cự ly vận chuyển này thì chúng ta sẽ dùng cái chức năng sao chép. Ở đây tôi sẽ dùng cái chức năng kích phải chuột vào đá này, tôi sao chép của cát. Đó, thì lập tức cái cung đường đấy và cái cự ly đấy nó sẽ tính toán cho đá 12, đúng không? Đó, rất là nhanh chóng như vậy. Và sau khi chúng ta tính toán được xong cái chi phí vận chuyển này, đây, cứ vận chuyển này chúng ta tính toán xong thì phần mềm lập tức sẽ kết chuyển ra đây cho chúng ta. Đây, anh chị thấy chưa? Đó, như phần đầu tôi vừa nói rồi đúng không? Giá thông báo chúng ta sẽ bao gồm là giá hiện trường chúng ta sẽ bao gồm là giá thông báo cộng với gì? Chi phí vận chuyển nếu có. À, cụ thể đây là chúng ta đang tính được cái chi phí vận chuyển cho cát và đá, đúng không? À, giá hiện trường chúng ta ở đây và lập tức nó tổng hợp lại cái vật liệu và tính lại cho chúng ta cái gì? Cái chi phí vật liệu của công trình. Trong cái tổng hợp vật liệu này thì có một cái mẹo nho nhỏ, đây cũng là cái rất là nhỏ thôi, thường là các anh chị trong miền Tây hay dùng thì tôi cũng xin chia sẻ luôn. Đối với một số anh chị ở trong miền Tây khi mà lập dự toán ấy thì các anh chị thường bỏ cái chi phí vật liệu khác này đi. Ở đây như công trình này của chúng ta có 29.000 tiền chi phí vật liệu khác là những cái gì các anh chị biết rồi, nó là những cái mà không tính toán được bằng bằng giá trị cụ thể thì người ta tính bằng tỷ lệ phần trăm, đúng không? Đó thì đây sau khi tính toán được cái chi phí vật liệu thì là cái chi phí phần trăm vật liệu khác nó tính được đây là 29.000 đồng, được chưa? Thì có một số anh chị là cũng có hỏi là bây giờ tôi muốn bỏ cái chi phí này đi vì tôi không biết xác định nó là cái chi phí gì. Đó thì các anh chị muốn bỏ đi thì các anh chị thực hiện như sau này. Chúng ta vào cái menu hạng mục này. Đó, phần mềm nó có chức năng là có phân tích vật liệu khác. Đó, các anh chị tích vào đây. Đó, sau đó ấn F5. Đó, các anh chị thấy ngay chưa? Kết quả là toàn bộ cái chi phí vật liệu khác đã được bỏ đi. Đây còn có 9 triệu 9, vừa rồi là 10 triệu mấy đúng không? Đó, và tương tự như vậy nếu chúng ta lại gì cho vào thì chúng ta kích vào đây. Đó, F5 lại, nó lại đưa cái giá trị vật liệu khác vào cho chúng ta. Đó, thì đây là một mẹo nhỏ nhỏ giúp cho các anh chị mà có nhu cầu muốn bỏ cái chi phí vật liệu khác đi. Thực tế thì cái vật liệu khác này là chúng ta được quyền đưa vào vì đây là theo quy định của nhà nước đã có cái đấy rồi, đúng không? Nhưng tuy nhiên cũng có một số anh chị cứng nhắc là cũng muốn bỏ đi thì ok, phần mềm dự toán data đáp ứng được tất cả các yêu cầu này. Đó, các anh chị chú ý như vậy. Thì sau khi chúng ta xong được cái bảng này thì bước tiếp theo là chúng ta sẽ sang để xác định cái chi phí nhân công theo cái quyết định gì ạ?
quyết định 106 ở đây, à 105 ở đây đúng không, ban hành ngày 27 tháng 7. Nhân đây thì tôi cũng xin chia sẻ luôn là đơn giá nhân công quý 1 và quý 2 của tỉnh Trà Vinh chúng ta nó không có gì khác nhau cả, nó vẫn giữ nguyên theo các đơn giá nhân công đã được ban hành theo các cái quyết định trước đây đúng không, ví dụ như là theo kèm theo cái bộ đơn giá 3820 này của chúng ta đúng không, trước kia là đang xây dựng theo cái đơn giá nhân công là theo quyết định 3575 đúng không, ngày 30 tháng 10 năm 2020, thì đến thời điểm này khi người ta khi sở xây dựng ban hành cái đơn giá mới nhân công mới thì chia sẻ với anh chị là nó không có gì thay đổi cả. Đây chúng ta sẽ kích phải chuột chúng ta lắp, tôi ví dụ này, tôi lắp cái giá nhân công nhá theo cái quyết định 105 nhá, tôi áp dụng này cho vùng 2, anh chị thấy không, không có gì thay đổi cả, giá nó vẫn thế, nó lên cái phần nhân công coi chúng ta bỏ qua, chúng ta sang đây và chúng ta xác định luôn được cái giá trị nhân công của công trình đó, anh chị chú ý nhé, nhân công của quý 1 và quý 2 tỉnh Trà Vinh không có gì thay đổi so với đơn giá nhân công năm 2020, do đó thì chúng ta sang đây chúng ta chỉ xem thôi và xác định được chi phí nhân công luôn thôi theo khối lượng công trình chứ cũng không phải điều chỉnh gì nữa, được chưa. Tiếp theo chúng ta sang phần máy, riêng phần máy thì có một chút thay đổi, đó là sao, liên quan đến cái giá nhiên liệu đã có sự thay đổi rồi, cái đơn giá nhân máy thi công theo kèm theo cái bộ đơn giá của chúng ta trước kia được tính theo cái quyết định 3577 ngày 30 tháng 10. À, đúng không? Thì cái thời điểm đó cái giá nhiên liệu nó khác, thì đến thời điểm này cái giá nhiên liệu nó đã khác rồi, dẫn đến kết quả là giá máy nó thay đổi. Các anh chị biết là cấu thành nên cái giá máy đúng không? Một cái ca máy làm việc này này thì nó sẽ bao gồm rất nhiều các khoản mục chi phí đúng không? Từ khấu hao này, sửa chữa này, chi phí khác rất nhiều. Trong đó có hai chi phí rất quan trọng là nhân công và gì? Nhiên liệu máy. Thì cái nhân công như tôi vừa nói rồi, nhân công không thay đổi nên chúng ta không phải điều chỉnh gì nữa, và chúng ta chỉ cần áp giá máy theo cái quý 2 hoặc là quý 1 theo cái mục đích sử dụng chúng ta thôi, bằng cách là chúng ta kích phải chuột vào cái cột giá TB này, chúng ta lựa chọn cái bảng này, lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu đó, chúng ta vừa rồi đã tải về rồi thì bây giờ đã có rồi đúng không, đây tôi lắp theo cái quyết định mới nhất là 107 chẳng hạn, tôi chọn đây đúng không, đấy tôi áp dụng vùng 2 thành phố Trà Vinh đó, anh chị thấy chưa, kết quả là giá đã thay đổi. Tại sao trong này có hai máy thay đổi còn lại ba máy không thay đổi? Ba máy này là ba máy dùng điện, đây máy đầm dùi dùng điện này, máy trộn bê tông và máy trộn vữa cũng dùng điện, mà giá nhiên liệu điện thì không thay đổi, dẫn đến kết quả là giá máy nó giữ nguyên theo quý 1 và quý 2 thì nó giữ nguyên theo như đơn giá của năm gì, năm 2020, các anh chị chú ý nhé. Nhưng riêng với giá dùng dầu và giá dùng xăng là có thay đổi, đây ví dụ máy đào 1,6 khối các anh chị thấy chưa, là tăng lên thành 3,8 triệu, theo cái bộ đơn giá năm 2020 3820 thì có 3,5 triệu thôi, bây giờ 3,8 triệu do giá dầu nó tăng lên rất là nhiều, các anh chị thấy không ạ, đó cái máy ủi cũng thế, đây tăng lên rất nhiều, tăng 200 ngàn này, tăng lên 300 ngàn, gần 300 ngàn đúng chưa, đó thì lập tức đến đây phần mềm nó sẽ lại xác định được cho chúng ta cái gì, cái chi phí máy thi công công trình, được chưa, rất nhanh chóng là chúng ta xác định được ba nội dung, một là xác định được chi phí vật liệu bao gồm cả tính gì cước vận chuyển, được chưa, hai là xác định được chi phí nhân công, và ba là xác định chi phí máy theo đúng hai cái nội dung mà tôi có chia sẻ phần đầu của cái video đúng không, là quyết định 105, 106 và 107 ở đây đó. Đấy, sau đó thì chúng ta sang phần dự thầu, thì cái này tôi nói nhanh thôi vì cái này cũng giống với tất cả các phần mềm các anh chị sử dụng thôi, nó phân tích đơn giá chi tiết ra như này, sau đó thì sang đơn giá tổng hợp, đấy, khối lượng đơn giá thành tiền, rồi đến bảng tổng hợp kinh phí dự toán công trình. Đến cái bảng này thì các anh chị chú ý cho tôi một chút xíu, đó là gì ạ? Hiện nay thì phần mềm đang để mặc định cái mẫu của bảng tổng hợp kinh phí dự toán này là mẫu của công trình dân dụng, và hiện nay phần mềm đang để cái mẫu là mẫu bù giá. Các anh chị chú ý nhé, ngoài phía Bắc, các tỉnh phía Bắc ấy, thì thường là tính theo phương pháp bù giá, có nghĩa là lấy cái đơn giá gốc là cái đơn giá ví dụ ở đây đơn giá 3820 này, trừ đi cái phần chênh lệch giá của thời điểm hiện tại đó để ra được cái giá dự toán. Thì đối với các tỉnh phía Nam, đặc biệt là các tỉnh miền Tây các anh chị ấy, thường là chúng ta sẽ chọn mẫu là mẫu tính theo phương pháp trực tiếp đúng không? Thế thì bây giờ để mà thay đổi cái mẫu này thì các anh chị kích vào đây này. Ở đây các anh chị chọn cho tôi là thông tư, hiện nay chúng ta vẫn áp dụng thông tư 02 như phần đầu tôi chia sẻ rồi. Và nghị định 10 thì vẫn tiếp tục sử dụng tất cả các cái thông tư hướng dẫn của nghị định 68. Các anh chị chú ý nhá, điều 44 có quy định rất rõ ràng. Các anh chị đọc ở điều 44 được chưa? Đây tôi chọn mẫu thông tư 02 theo mẫu trực tiếp. Đó. Thì đây, về bản chất thì giữa hai cái mẫu này nó không gì khác nhau, trừ bù trừ hay là trực tiếp thì cuối cùng cái giá trị dự toán nó vẫn là 24 triệu này thôi. Đúng không? Nó không có gì khác cả, nó chỉ là cách thể hiện thôi. Ngoài Bắc thì thể hiện theo kiểu là lấy đơn giá gốc cộng bù trừ cái thời điểm lập dự toán để ra được cái giá trị dự toán, thì trong miền Nam chúng ta ấy, trong miền Tây chúng ta là tính trực tiếp, đúng không? Đấy thì đây, nó chỉ khác nhau về mẫu như vậy thôi. Thì các anh chị chú ý nhé, mặc định phần mềm đang để bù giá, chúng ta muốn chuyển sang cái mẫu khác chúng ta kích vào đây để chọn mẫu trực tiếp như này. Cái thứ hai nữa là phần mềm thì đang để mặc định mẫu, đây là mẫu của công trình dân dụng. Như các anh chị thấy là chi phí chung đang là 7,3%. À, nhà tạm là 1,2% và chi phí không xác định được là 2,5%. Thế bây giờ nếu như
công trình này các anh chị lập dự toán tại cho các loại công trình khác như là giao thông hay nông nghiệp, đúng không? Đó, các cái hệ số này nó sẽ khác khác đi, thì chúng ta sẽ thực hiện như sau. Chúng ta kích vào phần hệ số chi phí sinh áp này. Đó, và chúng ta chọn cái loại công trình ở đây. Đó, chọn loại công trình đây, giao thông này. Đó. Lập tức các cái hệ số nó sẽ tra cho chúng ta là của công trình giao thông. Và phần đơn giá chi tiết dự thầu nó cũng tra cho chúng ta đúng như vậy. Các anh chị cũng không phải điều chỉnh lại bên này nữa. Đó, các anh chị chú ý nhé. Đó, thì đấy là cái cách mà chúng ta xác định cái chi phí dự toán cho công trình, cái hạng mục công trình là như vậy. Ok chưa? Rồi, tiếp theo chúng ta sang phân tích vật tư. Thì cái bảng này nó cũng không có gì đặc biệt, chúng ta chạy phân tích thôi, đến tổng hợp vật liệu. Đó. Rồi tiếp đến nữa là chúng ta sang cái bảng tổng hợp giá trị dự thầu, đúng không? Tổng hợp chi phí xây dựng ở đây. Đó. Rồi tổng hợp chi phí thiết bị, nếu có ở đây thì các anh chị nhập các cái giá trị thiết bị vào đây thôi. Đó, theo loại công trình chúng ta những cái chi phí thiết bị gì chúng ta nhập vào. Rồi chi phí hạng mục chung và gói thầu, cái này theo nghị định 32 trước kia chúng ta không dùng nữa, bỏ qua. Chúng ta đến cái bảng tổng hợp kinh phí. Đó, thì theo thông tư 16, đúng không? Thì loại công trình chúng ta sẽ lựa chọn ở đây này. Rồi thiết kế chúng ta lựa chọn đây này. Cấp công trình chúng ta lựa chọn đây. Thế thôi. Thì phần mềm nó sẽ tự động tra chúng ta toàn bộ cái hệ số chi phí theo loại công trình, đúng không? Từ chi phí quản lý dự án cho các cái chi phí tư vấn ở đây. Thế trong các khoản mục chi phí này, nếu như trường hợp chúng ta không sử dụng đến thì chúng ta kích vào đây để ta bỏ nó đi nhá, các anh chị nhá, kích vào đây. Đó, bỏ đi, rất đơn giản vậy thôi. Đó. Và ra được cái giá trị cuối cùng của công trình, tổng mức đầu tư, được chưa? Như vậy đến đây là tôi đã hướng dẫn xong cho các anh chị cách việc chúng ta lập cái dự toán công trình nhỏ nhỏ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, mà chúng ta áp dụng được hai cái quyết định rất là mới của tỉnh, của sở dựng, đúng không ạ? Là quyết định 105 về xây dựng, về nhân công, và quyết định 107 về ca máy, rất là nhanh chóng, đúng không ạ? Thế thì sau khi mà chúng ta đã hoàn thành xong được cái việc lập dự toán này thì bước tiếp theo là chúng ta sẽ gì, in ấn hồ sơ. Để in hồ sơ thì các anh chị in bảng nào thì chúng ta kích vào sheet đấy, chúng ta in thôi. Tôi ví dụ tôi in phân tích vật tư, tôi kích vào phân tích vật tư, tôi in đó, căn chuẩn P, hoặc là tôi kích vào biểu tượng in này. Thì các anh chị thấy là thứ nhất là phần in của ETA rất là đẹp. Đó, rất là đẹp, không cần phải căn chỉnh gì cả. Gần như chúng ta in làm xong là in luôn trực tiếp trên phần mềm. Còn trường hợp vẫn muốn căn chỉnh thì chúng ta in căn chỉnh thoải mái, đặt thông số in này. Đó, header, footer các thứ là chúng ta hoàn toàn làm trực tiếp trên phần mềm. Thay vì một số phần mềm như trước đây là anh chị làm xong trên phần mềm, nhập trong đơn giá khối lượng lại phải xuất Excel để điều chỉnh phần in, nó sẽ mất rất nhiều thời gian, đúng không? Thì với ETA là in trực tiếp các anh chị nhé. Đó. Cuối cùng nữa là chúng ta gửi file hồ sơ dự toán cho các đơn vị có liên quan. Thì sẽ có hai hình thức để các anh chị gửi hồ sơ, đúng không? Đối với những anh chị mà dùng chung phần mềm dự toán ETA thì chúng ta lưu file vào như này. Chúng ta lưu file theo file gốc của ETA, chúng ta gửi cho họ là chúng họ hoàn toàn đọc được. Và đối với các anh chị mà không sử dụng phần mềm dự toán ETA hoặc là không dùng bất kỳ phần mềm dự toán nào thì chúng ta kích vào cái biểu tượng Excel này. Đó, ở đây. Và chúng ta xuất ra một cái file Excel theo ý muốn của chúng ta, đúng không? Đó, xuất được một cái file Excel như này. Đó. Các anh chị có thể xuất tất hoặc xuất tùy chọn những cái sheet theo ý muốn ở đây. Đó, đồng ý xuất như này. Rồi, như vậy là phần mềm đã báo xuất Excel thành công. Chúng ta mở file Excel lên. Và trên cái file Excel này thì các anh chị lưu ý là toàn bộ các cái công thức tính toán trên phần mềm như nào ra Excel là còn nguyên như vậy nhé. Đây, còn nguyên công thức các thứ. Đây, anh chị thì đó, đây, công thức còn nguyên. Và rõ ràng là ra Excel thì người ta không dùng phần mềm, người ta vẫn điều chỉnh được giá rổ rồi khối lượng các thứ, nó vẫn điều chỉnh bình thường. Chỉ có điều là cái người mà có file Excel này thì người ta không thể đưa thêm mã hiệu công việc vào thôi, vì nó là Excel, nó không có cơ sở dữ liệu để mà tra ra được. Đó, các anh chị chú ý như vậy được không? Rồi, đấy là trường hợp xuôi là chúng ta xuất Excel. Thế trường hợp ngược lại là sao? Trường hợp ngược lại là các đơn vị khác người ta gửi file Excel cho chúng ta thì chúng ta làm như nào? Thì ở đây chúng ta sẽ có một cái tiện ích này, mở công trình từ Excel. Chúng ta vào file này, đây nó có chức năng mở công trình từ Excel như này. Đó, các anh chị chọn cái file Excel cần mở ở đây. Đó, ví dụ tôi đây file này, đó, tôi yết, tôi mở vào. Thế thôi. Đó, là phần mềm nó lại lấy lại cái file Excel đấy và nó lại tra lại và nó lại tính toán lại đầy đủ cho các anh chị các cái bước tiếp theo. Đó, thì như vậy là phần mềm nó đảm bảo được cả chiều xuôi là xuất Excel và chiều ngược là lấy lại từ Excel từ các cái đơn vị có liên quan gửi cho anh chị. Đương nhiên cái file Excel đấy nó phải là file Excel gì? Dự toán, đúng không? Chứ còn file các cái file Excel khác mà nó không có mã hiệu công việc hoặc là khối lượng thì đương nhiên phần mềm nó không thể hiểu được. Đó, các anh chị chú ý như vậy, được chưa? Thế thì như vậy trên đây là tôi đã hướng dẫn xong các anh chị cái nội dung của video ngày hôm nay về hướng dẫn lập dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2021 ứng dụng theo các cái quyết định mới nhất mà Sở Xây dựng đã ban hành. Được chưa? Thì trong quá trình mà các anh chị sử dụng phần mềm nếu còn bất kỳ vướng mắc gì, các anh chị truy cập vui lòng truy cập vào gì ạ? Các website tại địa chỉ là gì? Dự toán eta.vn.
Đó, viết liền không dấu các anh chị nhé. Đó, sau đó thì gọi điện cho chúng tôi qua các hotline trên này, hoặc là chat với chúng tôi qua cái cửa sổ chat này để chúng tôi có thể hỗ trợ các anh chị sử dụng phần mềm dự toán đi ra đảm bảo hiệu quả và thuận tiện nhất, đúng không? Rất là cảm ơn các anh chị đã theo dõi cái video này.